Chào mừng các bạn tới với Excel trong tí tắc. Mình là Heboom. Trước khi vào bài học, chúng ta hãy download file theo hướng dẫn bên dưới. Sau đó chọn độ phân giải video để tăng mức độ trải nghiệm của chúng ta lên. Chúc các bạn học vui vẻ nha. Rồi, chúng ta sẽ tới với case study số 2 ha. Chúng ta sẽ làm một cái financial so sánh giữa cái số thực tế và số planning bằng công cụ calculate field ha. Thì bài này cực kỳ hay các bạn. Khi mà các bạn làm rồi thì các bạn sẽ so sánh giữa các ngành thực hiện với lại là planning đặt ra có đúng với kế hoạch hay không, đúng không? Thì các bạn hãy download file phía dưới và thực hành cùng mình nhé. Rồi sau khi download file thì các bạn mở lên cùng mình ha. Đó, file 8.16 nha các bạn. Sau khi làm á thì chúng ta sẽ có một cái báo cáo kiểu dạng như thế này nha các bạn. Quý 1 này thì mình là chừng này đúng không? Mình muốn coi theo tháng thì mình mở ra coi ha. Quý 1 là chừng này đúng không? Đó, và số variance bao nhiêu ha. Nếu mà các bạn làm được auto plan này được thì các bạn cũng làm số phần trăm được nha các bạn. Đó, tỷ lệ phần trăm cũng được luôn ha. Rồi cái thứ hai chúng ta sẽ báo cáo như thế này ha. Cái thứ ba, đây là những nhãn hàng tương ứng từng khu vực ha. Thì mình sẽ xem từng khu vực tương ứng nhãn hàng và vì sao nó bán hàng so với planning thì nó như thế nào, và vấn đề nhận định trong vấn đề sale nó ra sao. Thì những cái bài đó mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn nhận định trong những cái khóa tiếp theo ha. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện ha. Rồi sau khi mà mình có data này ha thì các bạn sẽ thấy một điều như thế này nè. Đó thì mình á, việc của mình đầu tiên là mình phải hiểu được cái data của mình có cái gì. Thứ nhất là mình sẽ có một cái cột khách hàng ha. Cái thứ hai á, là mình sẽ có một cái cột sản phẩm ha, nhãn hàng đấy, thường thường các công ty lớn gọi là nhãn hàng ha. Cái thứ ba là ai là người phụ trách cái việc sale ở vùng đó, ở khu vực đó như thế nào ha. Rồi cái thứ tư á, là cái vùng của mình là vùng nào ha. Cái thứ năm á, là cái ngày đặt hàng như thế nào. Rồi cái thứ sáu á, là thực tế là dân số bao nhiêu ha. Và cái thứ bảy là planning đặt ra là bao nhiêu ha, có đạt target hay không ha. Rồi đây là cái năm báo cáo tài chính của mình ha. Rồi tiếp là tháng sale của mình ha, và quý sale của mình ha. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào cột A1, sau đó các bạn bấm Ctrl Shift ha, qua phải ha, nút qua phải rồi kéo xuống dưới ha, là nó bôi đen hết cho mình ha. Vào thả insert là một cái bài vượt dùng mình ha. Rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ kéo như thế này ha. Đầu tiên là vùng này, sau đó đến là hàng mình bán ha. Vùng đầu tiên là vùng ha, sale region ha, sale region này, ok chưa. Cái thứ hai là product ha. Đó, cái thứ ba là gì đây các bạn thấy ha, cái này là theo tháng này đúng chưa. Rồi cái thứ ba là theo tháng ha. Rồi cái thứ tư là actual ha. Cái thứ năm á, là plan ha, đúng chưa, gần đúng chưa các bạn. Đây gần đúng rồi ha. Đó, ok nha các bạn. Tiếp tục ha, chúng ta sẽ làm cái đéo đẹp trước đúng không. Mình sẽ đặt tên cho nó này là báo cáo xem ha. Đó, bán hàng đi, bán hàng theo khu vực. Sau này các bạn đặt tên in cho nó hay nha. Rồi mình cho cái này màu đỏ này, thể hiện là cái vùng data của mình ha. Cái thứ hai á là màu xanh ha, là cái báo cáo của mình ha, màu xanh hy vọng của các bạn. Đó. Rồi ha, rồi chúng ta sẽ ghi tên tiêu đề này này, báo cáo doanh thu đi. Đó, doanh thu thực tế so với kế hoạch ha. Rồi ha. Đó, chúng ta bôi đen lên, rồi chúng ta bôi màu cho nó, rồi chúng ta cũng làm thêm cho nó đúng về form của Việt Nam ha. Rồi chúng ta cũng 11 thôi ha. Rồi cho cái này lên đi 20 ha, cho nó to lên. Rồi chúng ta cũng kéo thêm một cái slicer, thì các bạn mấy bài trước mình đã chỉ rồi, các bạn vào thả pivot ha, pivot table ha, sau đó insert slicer ha, sau đó các bạn chọn vào financial year ha. Rồi sau đó các bạn chọn cái này là thành là 4 năm đi, mình ví dụ là số 4 đi cho nó hay. Rồi mình lại thích là có cái tên tiêu đề này, mình coi hàng năm mà, nên mình thích theo từng quý này quý kia thôi. Rồi thì các bạn bấm vào slicer sardine ha, sau đó hai này lại, còn cái này hai những cái mà không có data ha.
Rồi sau đó các bạn kéo lên đây, rồi cho nó nhỏ lại ha. Rồi mình cũng muốn thêm một cái nữa, slicer, liên quan đến là gì? Liên quan đến là ai là người phụ trách ha, để mình biết là người đó phụ trách có hiệu quả hay không ha. Thì mình cũng làm tương tự đó. Rồi mình muốn làm là trở thành hai ô ha, hai này. Rồi mình kéo ra cho nó to lên, đúng chưa? Rồi rồi mình cũng không muốn là cái này có thân tiêu đề thì mình sẽ hide nó đi. Rồi no data không có thì mình không làm ha. Đó, ok cho các bạn. Nó đơn giản không, nhưng được cái này hơi to ha, thì mình sẽ insert thêm một ô xuống ha. Rồi mình sẽ làm cho cái này nó cùng với ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó rất đơn giản. Đó, cho này xuống xí ha. Rồi ok ha. Rồi mình cho nó cái màu gì đó cho nó đẹp lên ha. Đó, cùng màu với mình đi, mình cũng thích màu này thôi, màu xanh thôi, màu xanh hy vọng. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái này đi, rồi nhìn nó đỡ hơn cho các bạn. Rồi mình cũng muốn cái này trở thành màu xanh thôi, màu xanh hy vọng của mình. Đó, màu xanh mà kiểu như dân số cao á, dân số cao thì cuối năm thưởng nhiều đó các bạn. Rồi mình sẽ tắt đi ha. Rồi mình sẽ làm gì, mình sẽ format cái này trước ha, để cho nó đẹp cái đã. Làm gì làm, mọi thứ phải hoàn chỉnh rồi mình mới tiếp tục công đoạn tiếp theo. Rồi ha, ok ok ha. Rồi tương tự cột planning mình cũng làm vậy ha. Number ha. Rồi ok ok ha. Giờ mình cũng sửa lại cái này xí ha. Đó, actual, đúng chưa? Rồi cái này là plan này. Đó, rồi giờ mình muốn này, actual từ đi planning thì phải làm sao đúng không? Thì các bạn vào vào đây ha, vào đây, rồi sau đó các bạn vào thẻ Bible này, rồi sau đó fill item set ha, các bạn chọn á, calculate fill ha, rồi các bạn sẽ ghi chữ variable ha, actual với gì, với plan. Rồi thêm cái dấu tiền cho nó này. Đó, được chưa? Thì nó sẽ bằng cái gì các bạn? Bằng cái gì trừ cái gì các bạn? À, tô ô này đúng không? Trừ đi plan ha. Rồi mình ăn cái ha, bấm vô ok. Nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta này. Và chúng ta sẽ sửa lại cái dấu này. Thường thường mình sẽ sửa thành dấu sao, hoặc là nếu các bạn không muốn thì để khoảng trống như thế này là ok ha. Rồi giờ cái này này, những cái này mình muốn là nó trở thành màu đỏ thôi, cho mình dễ thấy đúng không? Thì phải làm sao đúng không các bạn? Chúng ta sẽ bấm vào value field setting, sau đó chọn number format, rồi chọn actual ha, đây ha. Không, cái này thì mình có thể là control 1 nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào đây ha, number ha, ok. Rồi đây các bạn ha, đây rồi number ha, đó các bạn ha, ok. Đó, như thế này nhìn được hơn cho các bạn, đúng chưa? Đó, rồi á, bên này nó làm được quý 1, quý 2, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Thì những cái bài trước á, mình đã chỉ cho các bạn cách làm rồi, thì giờ mình chỉ ôn lại thôi ha. Rồi, các bạn chọn 3 tháng này dùm mình ha, sau đó bấm group này, đó, bấm group dùm mình này. Đó, nó sẽ hiện ra các group cho mình rồi này, đó, thì mình sẽ sửa lại thôi. Quý 1 ha, rồi quý 2 ha, rồi quý 3 ha, quý 3 ha, rồi quý 4 ha, quý 4 ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhìn rất là đẹp rồi. Ok rồi ha. Rồi giờ mình làm sao để mình đóng cái này nhanh, thì các bạn click vào đây ha, phải ha, chọn cái này giùm mình này, đây ha, dấu cộng dấu trừ ha, dấu trừ là nó úp vào ha, dấu trừ dưới này ha. Đó, thì các quý nó úp lại cho mình rồi. Các bạn thấy chưa? Rồi mình giờ mình muốn cố định cái này và cái dòng này lại ha. Thì làm sao đúng không? Thì các bạn bấm vào cái ô này ha, sau đó vào view, thẻ view ha, chọn pre-pen ha. Đây rồi, ok. Các bạn thấy thế nào? Học cũng khá khá rồi đúng không? Đó, đó. Rồi mình cho cái này nhỏ nhỏ xuống một xí ha. Đó, nó được hơn xíu này. Đó, rồi cái này mình tương tự, mình sẽ cho nó lại đi,
cho lại từng bốn dòng đi cho nó dễ đó, cho nó cùng form với nhau, ok không? Rồi kéo nó xuống ha, rồi đúng chưa? Đó thì từ cái này ha thì các bạn sẽ thấy một điều là cái gì, ở quý 1 của năm 2014 á, thì đối với cái vùng euro này thì nó chưa đạt plan ha, nhưng đều á đến cuối năm thì như thế nào chúng ta vẫn không đạt nha các bạn. Đó thì từ đó mình nhận định để mình hiểu được người nào đang phụ trách ra sao này, nó có đạt hay không này, người nào đang không đạt này. À đây land wide nó đang không có đạt này và đa số đều không đạt này, đúng không? Thì ở những cái vùng euro này nó đang có vấn đề gì, đúng không? Đối với cái anh land wide này anh đang bị vấn đề gì đó. Đó thì ở đây một người một khu vực nha các bạn, thì nguyên nhân tại sao không đạt ha thì mình phải tìm hiểu để thửa và để thúc, hoặc là dùng các cái chính sách marketing. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ những cái bài nhận định về các cái vấn đề này cho các bạn sau này, sau khi mà mình sẽ ra những cái bài liên quan đến cơ bản case study này trước, thì mình sẽ làm thêm cái phần nhận định cho các bạn để các bạn nhận định trước khi vào làm ha. Rồi ngoài ra thì giờ mình muốn như thế này nữa các bạn, mình sẽ kẻ cái ô như thế này thì phải làm sao này, rồi mình muốn là tô những cái này này là nó màu vàng hết thì làm sao ha, thì mình cũng chỉ luôn cho các bạn ha. Rồi này giờ mình bấm control cho nó, mình bấm hết đi ha, rồi sau đó mình sẽ bấm vô đây ha, sau đó và các bạn bấm control 1 này được chưa, rồi các bạn vào border ha, rồi chọn cái này ha, rồi chúng ta sẽ làm như thế này, rồi một cây thôi đó, ok không? Đó, chúng ta sẽ làm như thế này ha, đây, control 1 này, rồi form cho nó ha, đó. Đó các bạn thấy chưa, rồi các bạn mới copy cũng tương tự thôi đó. Đó. Đó các bạn double lên ha, double là nó giữ cái này này, khi nào nó giữ như thế này thì các bạn cứ ấn thôi đó. Đó được chưa, rồi tiếp tục ha, mình cho cái này trở thành màu vàng đi, màu vàng đi hơi. Đây mình cho nó trở thành màu gì ta, màu vàng ha, màu vàng nhìn cũng ok này, rồi mình double cái này lên là nó giữ cho mình ha, đó đó ok không các bạn, rồi tiếp tục ha. Đó nhìn cái báo cáo của mình đã sinh động chưa các bạn, rồi ha. Nếu các bạn thấy video này hay có ý nghĩa thì cho mình một like và một chia sẻ, đặc biệt hãy đăng ký cho mình ha để mình ra những video tiếp theo.